Sao ngồi buồn thầy? Tự nhiên mưa thấy nó buồn buồn sao? Nghe nói thầy học giỏi văn lắm đúng không? Tôi học sinh giỏi văn mà, giáo học văn giỏi lắm. Nói mấy câu nói ngược vui vui thầy. Chỉ em mấy câu em nhậu em nổi cho vui. Ví dụ cái từ tham quan nè. Tham quan lấy lại là nó ngược lại là quan tham. Đúng rồi. Tham quan là đi du lịch đúng không? Là đi đi chơi với thầy. Quan tham là đi tụ. Đó. Hợp lý nha. Còn từ nào nữa không? Còn nữa. Hồi đó tôi đi bộ đội á. Có không á? Thì tôi ghi là tôi sẽ nguyện đi hàng đầu nếu xảy ra chiến tranh. Rồi sao nữa thầy? Nhưng mà lúc tôi ghi lộn, đi hàng đầu thành ghi đầu hàng. Vì kỷ luật, vì kỷ luật thời gian luôn. Tự nhiên nhìn trời mưa vậy thấy nó buồn, nó lo. Mấy tháng này chuẩn bị tới lũ lụt ở miền Trung. Thầy lo lắng gì vậy? Tôi có cái hoài bão. Thầy hoài bão điều gì? Tôi hoài bão sao mà bà con miền Trung đừng có bị bão hoài. Năm nào cũng bão hoài à. Ủa bà con miền Trung mình có giấc mơ nào mà nó thành sự thật đâu thầy? Có chứ sao không có. Có những cái giấc mơ mà nó thành sự thật 100%. Mơ gì? Nó giấc mơ đi tiểu á. Ai nói mơ đi tiểu thế nào đi tiểu à. Hồi nhỏ có bị học nhỏ bị đúng không? Nghe nói thầy có đứa con trai nó ngoan lắm đúng không? Con trai tôi ngoan lắm. Con trai tôi là cờ bạc không có nè, ha. À, rượu chè không có nè. Trời giỏi dữ à. Có gái gú không? Gái gú cũng không có nè. Quá ok luôn thầy. Nó mấy tuổi thầy? Nó 2 tuổi rồi. Thầy tào lao thì thầy. Thì cậu hỏi sao tôi nói vậy chứ? Cậu hỏi tuổi chứ? Ê ơi. Ê ơi. Ê ơi. Ê ơi.